Chiều dần buông tan trường anh đến để chờ nàng thơ đi học xa. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắc thật đầu. Vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khá. Không chừng thể trách em chọn ai đó hay mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh. Ôi rồi ôi chán lùa. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh? Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này? Chỉ anh mới thấy phút yêu đuối trong mắt em cả ngày. Rất nhiều lần mỗi ngày bên em là hạnh phúc. Sao ai kia không quan tâm? Phúc sao ai kia không thể chăm lo say đón em mỗi chiều? Dù cho biết đó có khó đến mức để em trong ngóc nhiều ngày. Rất nhiều ngày chỉ cần được nắm tay em. Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này? Chỉ anh mới thấy phút